Vâng, Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai xin lại được chào toàn thể các bác Rất vui lại gặp lại các bác trong một cái buổi video ngắn này à, Hôm nay thì bên Trung tâm em sẽ lại review giới thiệu tới các bác về mẫu sản phẩm khoan mũi khoan đa lăng nhá một dòng sản phẩm vô cùng là tiện lợi và được bên em phân phối ra thị trường trong thời gian qua rất là nhiều luôn rất nhiều bác đã tin tưởng và ủng hộ bên em cái dòng sản phẩm này à, tuy nhiên là nó bị vừa qua nó bị cháy hàng cái thời gian cũng khá là dài đấy rất nhiều bác đã muốn đặt mua thế nhưng mà không có hàng để giao cho các bác hàng nó cũng chỉ mới trở lại về kho được một hai ba hôm thôi À, em sẽ làm cái đoạn video này để đối với những bác nào mà đang cần các bác còn đang thiếu thì khi mà các bác à, cập nhật được thì là các bác liên hệ tới trung tâm điện máy ngọc mai để sở hữu cái dòng à, sản phẩm này à, và em cũng xin được nói luôn về cái phương thức à, giao dịch của bên em khi mà các bác đặt hàng bên em thì các bác sẽ không cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản tiền trước giống như, như những nơi khác nhé. Các bác chỉ cần để lại cho em số điện thoại ngay dưới video này. Em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác. Hoặc một cái cách nhanh nhất là các bác nhấc máy lên alo trực tiếp tới bên em qua hai đầu số điện thoại kia. Số điện thoại 037 848 7818 hoặc là 0989 458 200. Khi mà các bác gọi số trên mà đang bận thì các bác hãy gọi xuống số dưới vì có thể là số trên đang nghe một cuộc gọi từ bác khác gọi đến các bác cứ gọi một trong hai số đó thì bên em lúc nào cũng nghe máy và tư vấn cho các bác nhiệt tình luôn nhé à, những bác nào mà sử dụng zalo thì các bác có thể là vào kết bạn zalo bên em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác để tránh những cái trường hợp mà khi hàng gửi tới nơi bị sai mã sản phẩm vì khi các bác đặt mua hàng thì bên em sẽ phải gửi tới lơi cho các bác qua một cái đơn vị trung gian đó là bưu điện các bác có địa chỉ nhà cụ thể bên em sẽ gửi qua bưu điện về tận lơi cho các bác trước khi nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho nên là các bác yên tâm À, còn về cái sản phẩm này thì em cũng xin được giới thiệu chi tiết tới các bác nhà mình luôn đây. Thì các bác tiếp tục theo dõi video một lát nữa thì em sẽ công bố giá luôn để cho các bác có thể là cùng tham khảo luôn nhá. À, cái mẫu này thì bên em sẽ có đầy đủ các cỡ cho các bác. À, thứ nhất là mũi phi 4 này, phi 6, phi 8, phi 10 và phi 12. Mũi này thì là mũi 4 cạnh nhá. Đầu 4 cạnh này. Rất là sắc bén chui lục giác nhá mũi này bên em gọi là mũi xuất nhật các bác nhá đấy mũi xuất nhật à, mũi này là mũi phi 4 này bên em sẽ có phi 4 phi 6 phi 8 và phi 12 nhá Đây là một chiếc uh, mũi phi 4 này tiếp theo là sẽ đến mũi phi 6 nhá đấy, Đây là mũi phi 6 này đều là mũi 4 cạnh và đầu chui lục giác các bác có thể là sử dụng cho tất cả các dòng sản phẩm máy khoan pin từ máy khoan chuyên vít khoan bu lông hai trong một có lỗ lục giác ở giữa hoặc là khoan đầu kẹp 10, khoan đầu kẹp 13 các bác đều có thể là sử dụng cái sản phẩm này đây là mũi 8 nha các bác nhé em sẽ giới thiệu cho các bác có thể nắm rõ được luôn về cái sản phẩm này đây là một cái mũi phi 8 này cái này các bác có thể là sử dụng để khoan tường nhé Khoan tường, đây mũi 10 này Đặc biệt là trong cái vấn đề khoan tường và khoan gạch men ấy Khoan đá ốp lát Các bác sử dụng cái này nó sẽ không bị vỡ gạch Rất là ok nhé Cái này đặc biệt khoan tường rất là ngọt luôn Vấn đề chỉ cái vấn đề là cái này các bác không khoan sắt nha Cái này khoan sắt là nó dễ bị gãy mũi khoan sắt thì các bác khoan những cái sắt mỏng thôi, à, sắt tầm một ly đến một ly rưỡi nhưng mà các bác phải để khoan để cái tốc chậm nhá. À, khi mà các bác sử dụng cái dòng sản phẩm này này, bác nào mà sử dụng những cái máy khoan ba chức năng ấy thì là các bác chỉ để lấp khoan thôi, không để lấp búa các bác nhé. Không để lấp búa thì các bác sử dụng mũi nó sẽ rất là bền. Đấy cái dòng sản phẩm này các bác nhìn thấy chưa rất là đẹp luôn, đẹp từ mẫu mã cho đến giá tiền. Đối với cái mũi phi 4 này, 68 này, bên em sẽ gửi tới tay cho các bác giá là 35 000 trên một mũi nhá. Còn mũi 10, mũi 12 thì giá sẽ là 45 000 trên một mũi. Khi mà các bác đặt mua 10 mũi thì bên em sẽ miễn phí ship cho các bác. Còn dưới 10 mũi thì các bác sẽ thanh toán cộng thêm tiền phí ship là 30 000 vào đơn hàng giúp xe đấy các bác nào mà có nhu cầu thì các bác alo trực tiếp tới bên em kể cả một mũi thì là bên em vẫn ship nhiệt tình luôn đấy cái vấn đề là các bác lấy nhiều thì nó sẽ giảm được cái tiền phí ship cho các bác nhé còn kể cả các bác mà đặt mua một hai mũi thì bên em vẫn ship không ngại gì trong cái vấn đề đó cả nên là những bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với trung tâm điện máy ngọc mai nhé Em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau. Các bác nhớ đừng quên ấn và đăng ký và like chuông của bên em để nhận được những cái thông báo mới nhất tới đây nhé.